sò trôm tạc tinh lại pò mẹ pin hồng mời pò mẹ pin hồng vầng phăng chương trình quam khảo mười cam nương bần sòng pì sòng phát bài sáu xí không đài phát thành truyền hình sơn la cuồng chương trình mất nhì mi bưng quam khảo sức lặng tinh cầm mở sàm xí bết cầm vườn nưng hồi trong sân mương tỉnh khoa xếp hà có khải ký họp chuyên đề tựa thư xếp chết làm phe sổm trào xếp chết nghỉ quyết ma việc phê duyệt luông bùn sòng hơn cốc dự án tảng tánh san cốc ngân so bài tăng ma phòng bản ha nhà dần mương ó khói bón xịt hai bổ luông biến thái không pha tin bàn dài ngân sách dòm hơn cốc cổng pi sòng văn bài sáo xí nhảy lang áo sủ tin vầy chớp năm pưng dự án dòm hơn cốc nàng quang tỉnh cánh san hạ phía cốc kén ứn chôm hạp kỳ họp mi đồng chí lom minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy pưng đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban dân hương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân hương tỉnh cánh đồng chí trá a của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng dân hương tỉnh bỏ muốn pa ký họp Nàng ký họp, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân mương tỉnh, có tinh cần dự thảo nghị quyết sòm bành tấm ten san nả vỉa, không nghị quyết số che xếp bét vì sòm phan giao sòng, không hội đồng dân mương tỉnh, ma vỉa tánh ót dành mục dịch vụ sự nghiệp công sổ ngân sách cân mương nàng quân tỉnh sơ là. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư có tinh cần cầu dự thảo, nghị quyết, ma vỉa phê duyệt luông bùn dòm ngân cốc dự án cốc ngân xính khòng, cánh sòm bành ngân cốc dòm sát nả vỉa dự thảo nghị quyết về duyệt luông pùn, dòm xá nà vỉa chấp năm dự án dây nèo tăng số a à, nưng, nâng nặng bó quảng trương tây bắc xỉm tăng té cao đón họt xỉm tăng a à, nưng, dự án dòm ngân cốc tàng tánh trụ sở báo sờ là dự án sòn xếp phòng kín bón rú hải dần mương chuốc đình đán càn trột nằm bản huồi sói xã chiêng ngam huyện thuần trầu dự án tàng tánh xỉm tăng chiêng sình chiêng ngân bón Cài số sòng hỏi sao chết họt cài số chết hả hỏi sao chết thưa thành phố sơn la sòm bành luông bùn dòm ngân gốc dự án tăng lồng tỉnh hoi nâng bài chết té xã trương khải huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la họt ngon xã nằm sỏ huyện tân uyển tỉnh lai châu nghị quyết mát việc sòm bành luông bùn dòm sát nà việc cổng ngân sách địa phương gian bì sòng pan sao hết sòng pan sao hả chu thứ xếp sòng pan dài khá khó dòm sát nà việc cổng bì sòng pan sao xí Nà việc sổ đình ngân sách khổng tỉnh quyết định gian bàn giải ngân cốc khổng bức dự án sổ ngân sách địa phương cấp huyện có nặng ký họp quản ba bưng cơ quan truyền môn sự ó ủy ban dân mương tỉnh có tinh khẩn bưng dự thảo nghị quyết ó là việc pháp chí. hôm mi nghị quyết Ma việc thông qua dành mục tấm tên công trình dự án ngân mương thù cân đình vài chấp năm bưng dự án dòng ngân cốc cuồng tỉnh Làng chơ bưng bản khổng hội đồng dẫn mương tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra bức nghị quyết thường trực ủy ban dẫn mương tỉnh cò tòp hôm ảo tinh khẩn quan cóp hôm thẩm tra khổng bưng bản hội đồng dẫn mương tỉnh quan vai văn khổng tổ đại biểu hội đồng dẫn mương tỉnh mà dự thảo nghị quyết mỗi đại biểu hội đồng dẫn mương tỉnh có biểu quyết thông qua xếp chết nghị quyết tinh nặng kỳ họp Phát biểu đốc nguồn, kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân Mương tỉnh, đề nghị Thường trực Hội đồng dân Mương, Ủy ban dân Mương, Bưng bàn không Hội đồng dân Mương, Tổ đại biểu, cánh đại biểu Hội đồng dân Mương tỉnh, tập hôm chấp năm san nả việc có kén. Sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, đẩy trên báo bòm tưng, lợp tăn trù dương bưng nghị quyết khòng chủ ương đảng quốc hội cánh luông bùn nặng nghị quyết số nưng, mở hạ cam vườn nưng vì sóng phân sao xí khòng chính phủ mà luông bùn chấp năm mà pe xe dườn tánh là bản mương cánh ngần sách gân mương vì sóng phân sao xí ngày té bức mở hùa bườn vì máu. Tọp hôm khẳng khăng chu khu ngay đi chuồng hang dẫn mương tỏn triềng muôn hòm tiền an phải dòm thường trực hội đồng dân mương bưng bàn khổng hội đông dân mương tổ đại biểu cánh đại biểu hội đông dân mương tỉnh đại tùng pua việt làm le chấp năm nghị quyết khổng hội đồng dân mương tỉnh đồng chí chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh có đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bưng tổ chức thành viên cả kiên các bưng cơ quan đơn vị nuống pan tùng pua nếu chưa dân mương chấp năm đi bưng nghị quyết khổng hội đồng dân mương tỉnh tổ chức ào quan cấp hôm đối cấp bưng dự thảo nghị quyết tinh kỳ họp khỏng hội nông dân mừng tỉnh. Tênh cầm mưa sảm xếp hết cầm vườn nưng, nàng huyên sông mã, múc công tác phòng sông tỉnh sơn là cánh hùa phân, mương cộng hoa dân chủ dân mương lao, cò sổ sảm thông lông khai ốc mưa hồi qua ỉn văn hóa sơn là hùa phân. Trôm hạp chút sổ sảm, mi tổng chí phút phân kẹo phong say, ủy viên ban thương vua tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng tỉnh hùa phân, mương cộng hoa dân chủ dân mương lao tỉnh Sơn La, mi đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân mức tỉnh, phụ ẩn pa, san sở ngành không tỉnh. Nàng chú sổ sàm, đại biểu không song phái, có bom căn sổ sàm, ma sàn heo, bón chiếc khải óc mưa hôi, nả phía nhẳn bào, bưng khu cân hà, ma tăng tiếng an, điền, nằm, việc bảy trừ bón kiến rú, nàng mưa hôi qua ảnh văn hóa, tỉnh Sơn La, hùa phan, bì song văn bài sao xí, lựa chọn cáo ảng bưng bón quả in buồn giòn khòng tỉnh hùa phăn vầy cạt kiên cấp tỉnh Sơn là cáo ảng bón quả in cuồng chương trình phem chip Sơn là hùa phăn bị song bắt bài giáo sĩ nả việc khăn khang tổn tiếp đại biểu cánh mũ công tác khòng tỉnh Sơn là cuồng san khai ốc mưa hồi chương trình khắp xe chuồng hong cuồng mưa hồi bài cáo ảng bưng tàng trường chuồng hong quả in văn hóa bưng tàng trường buồn giòn khòng tỉnh mưa hồi quả in văn hóa Sơn là hùa phăn chiết tài khai óc quần là vườn sàm vì dòng bắt bài sáu sĩ quần san hà mư nàng tỉnh hùa phan mương cộng hoa dân chủ dân mương lao cắp lại luôn ỉn muôn văn hóa bồn giòn tàng nà tỉnh hùa phan đồng chí phút phan kẹo vông say cò pha quam sòn ơn họ tỉnh sơn là khai óc mưa hồi qua ỉn văn hóa sơn là hùa phan men san dân mương lao đàng khăn khang tỏn chiêng chiên lang bùn pì mày tăng sòng sồm trời cắp cầu nà việc cạt kiên khòng sòng tỉnh mà nà việc khăn khang Vài khai óc mưa hồi, hạ cư đẩy, lăng tí chép ngam. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân mương tỉnh Sơn La có phỏ nhằn, mưa hồi Mỹ nghĩa nhớ luồng, hôm phân tủm pua sữa máy luông cạt kiên niều mặn, khỏng mương Việt Nam, Lao, Sơn La, Hùa phăn, Sèn tơi, Báo Hiếng, tủm pua cạt kiên mà bè chu xương khỏng song tỉnh, tàn bằng vầy cáo ảng, ma phản hóa, phủ côn, cánh bón quả ỉn chăn ngam khỏng song tỉnh, sòng hơn mương, họt khét táng phường, nặng cuồng mương, cánh mương nọ đốp muồn chu sổ sàm mũ công tác không tỉnh sự là cánh hùa văn, cỏ sổm trờ cánh ký triển hai ma lang tỷ diệt vịa tên cầm mưa giảm ship cầm vườn hưng đồng chí tráng thị xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban dân hương tỉnh cỏ bày trôm trường cánh hôm sòng trường hà dân mương tổ nưng phương trương lê thành phố sơn la bộ sàn trường trên lăng cáp xì bị sòng bắt bài sao xí năng chương trình đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân mương tỉnh, có chiên rào xếp hàng ngon chương phòng tỉnh ủy, Hội đông dân mương, Ủy ban dân mương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, họ bưng cho gân, cánh dân mương tổ nưng đồng chí cánh bưng đơn vị doanh nghiệp bưng côn hùa trà đi năng cuồng tổ có có bom xà quỹ triềng uốn nghĩa cánh trực trao rào sao xí ngon trường hở thường bành bình cho gân chính sách côn ngoài ke côn tuổi sùng cho gân mi côn chép ốm hằng mờ nặng quang tổ Phát biểu nặng chương trình, đồng chí Tráng Thị Xuân có mong công cấp ủy chỉ bộ dần mương tổ nâng phương chiêng lê, xếp tam bánh khải hòa trà Ín sườn cho dừa cằn, bòm ca sàn khảm bồn dạ cha. ven hùng chấp năm lang đỉ, luông bùn khỏng đảng, chính sách pháp luật khỏng hơn mương, tăng tánh vùng kín đơi dụ văn hóa mà bè chô dương, bòm cấp dần mương chùa trở côn thanh phố, muôn toàn trường trên lang tiền ngàn cánh mỹ ý nghĩa. Cò cuồng tên cầm mưa sàm xíp cầm vườn hưng, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thương Vua Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân Mương Tỉnh, cò Bày Giàm, Nhôm Sỏng Trương Trường, Hà Phò Me, Bản Háng Cao, xã Làng Chiếu, huyện Bắc Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân Mương Tỉnh, cò Trôm mừng Tảng Bộ Chính quyền Cánh Dân Mương, Chủ trưởng Côn, huyện Bắc Yên, Phò trùng, Cánh xã Làng Chiếu, Phò riêng, Khảm Bồn Già Cha, Dên leo Tì, Pưng Nả Phịa, Mà Pè Dên Sơn, Đánh Là Bản Mương, Quồng Pì Sòng Sàm tăng sòng đề nghị cấp ủy chính quyền tái huyền họt xã giúp tạm buồn ba dần mương tòa hôm mà bè xe trường, làn lai xìa ướt xác cặt cung tham khảo tổng viên khương lò tới kiến rú hải phương chu hân chính sách chu hân cặt, nhàn bào hà dần mương tẻ tòn chiềng muôn hòm cánh ím po bộ dàn nỉ, đồng chí tráng thị xuân còn hôm sòng hỏi nâng hòn trường khòng lăm hò đồng chí hở hỏi, hỏi nâng chu hân mỏi hòn trường Mica ca hà hỏi bắt màn phù tàng nà ngân hàng nông nghiệp cánh mả pe bản na chi nhánh tỉnh sơn la còn nhôm sỏng hốc ship ngon trường mika sam ship triệu mặn hở hốc ship chu hân khòng bản háng cao xã làng chiếu tỏ luông pùn chù côn chù chu hân pòm tẻ tòn triềng tục po úm ình mở sam ship hết cam vườn hưng tập đoàn chừa cò púp bóng việt nam vin ha si cát kiên cấp công ty hô môn cốc dệt sườn hành na chiêng sùng khai chương trình triềng nghĩa hạc nhôm sỏng trường hải phương chu hân po già cha nàng xã chiêng sùng hồng huyện mai sơn xã chiêng sùng hay mi xếp sòng bản hỏi nâng hạ xếp cho gân hôm mới cải hốc băn xí hỏi hùa côn kín rú xã mi sàm xếp cầu truân cặt sàm xếp sàm truân áo cặt to sòng phải hốc xếp hạ phân hỏi lai lô nòng nặng cuồng xã lò, côn dệt vỉa trông hạp cạt kiên cuồng phổng dệt dườn, bú khảo ly khỏng công ty hôm ngân cốc nồng nghiệp chiêng sùng Năng chương trình, tập đoàn chưa có búp bồng Việt Nam, cánh công ty hôm ngân cốc nông nghiệp chiêng sùng, cỏ xào hỏi nâng sao ngon trường, Hà bưng cho gân cánh lồ nòng học sinh bỏ Già cha nằm quần xã. Mọi ngon trường, dòng hỏi phát mặn, xếp cần khảo sàn cánh bành bánh, mòng cong tròi dừa, hôm trường Hà bưng cho gân bỏ Già cha nằm xã chiêng sùng, đẩy tỏn trường muôn hòm xưa. Tuyển trọng mưa xàm xếp cảm vận hưng đồng chí Tăng Học Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Hương Tỉnh có mức kiểm tra việc tảng tánh công trình, hương sơ liệt sĩ, nàng phòng chiên lang, văn hóa, pu phà đình. Dự án tảng tánh công trình hơn sơ liệt sĩ nàng phòng chiên lang văn hóa pu phà đìn, đẩy bàn phòng nàng tà đìn quảng cài hách thóng cấp số hơn xóm ó dệt cài xếp xàm tỉ mằn té ngân cốc nếu chưa cuồng bản mương làng cài bườn nưng tặng tánh họt khay có dệt heo sau không hơn sơ cánh tàng thóp bê tông bườn hơn nhang bón bài trường cống sơ hơn uổn pa đang khăn khang cạp tiền vài tảng tánh đồng chí đang học hầu yêu cầu tần vị tảng tánh tủm pua chấp năm văn nặng pưng hòn công trình tủm pua nả phía kiểm tra làm lem mản cạt cuồng gian tảng tánh công trình hòn khân tánh óp pưng luông bùn sòn xếp trường sủ cuồng hơn sơ nhàn bào sủ tài lang tỷ, phái chảo dòm ngất cốc đẩy ngắm bùn sòm bành lau san hòn hảo chọp rồm nhàn bào men kỹ thuật Lê chăn tà cánh lang Đi. tên cầm mở xếp cầm vận hưng hội đồng huyện la có khai ký họp chuyên đề từ thứ cầu nàng ký họp hội đồng sân huyện la có quyết nghị chờ xong nghị quyết hôm nay nghị quyết sát nả vị, nàng nghỉ quyết số chết xong mở xếp, xếp cầm chết vì xong hội đồng huyện ma phê chuẩn quyết toán ngân sách vì song bài sao xong cánh nghỉ quyết bành, nả chấp năm nặng mục sĩ triển hai kèm toi nghỉ quyết số hoài nương bay sam mừng sao pet cầm bướm xếp dòng vì dòng văn bay sao sam khòng huệ đông sơn mương huyện mương la trên báo nả việt luông pùn vì dòng văn bay sao sĩ hội đông sơn mương huyện mương la đề nghị thưởng trực hội đông sơn mương ủy ban sơn mương huyện vương phòng bàn đơn vị vương xã thị trấn sướp tạm uốn pa khẩn khang vương nả việt vầy khải áo lang tỳ vương kỳ họp tòi kỳ cánh truyền đề khòng huệ đông sơn mương huyện đối cấp ủy ban dân mương huyện chấp năm tỷ là việc quản lý bưng tăng ngân cốc khổng huyền dòm ngân cốc nhận bào tảng tánh bưng công trình dự án xét sư cần hà tạ an tân vầy chuồng hong mà pe xe dân tánh là bản mương khổng huyền mũ đại biểu hội đồng dân mương tủm vua việc làm ple, nhận bào chấp năm sửa đi cánh lang tỷ bưng nghị quyết khổng hội đồng dân mương huyền tánh bùn ó Cuồng vườn nưng bị sóng văn bài sáu sĩ, thành phố sửa là có chấp năm lang tỷ bưng nả việc mà pe xe dân đánh là bản mương, nhận vào quốc phòng tiên an cuồng nằn, tủm phua kiểm tra, phạt mạng sự mình bưng chú phi thứ, ma quản lý tiền ăn tảng tánh, tảng tánh tổ thị. Ăn lò nhãn xanh, nàng phiền họp tựa thứ xàm xếp dòng, ủy ban dân hương thành phố, gian pì sòng phan sao ếch, họ sòng phan sao khóc. Tòi nằn cuồng bươn nưng, là vỉa cả khải khỏng thành phố có tè tiền, vỉa cả khải trường hang có lại tàng lại rong, cứ tóc đẻ lang áo cả khải, luôn sổ giống khỏng dân mương thu ngân sách của vòng danh tính cửa đại sản xếp tỉ mằn, xếp tạm trên báo vỉa phùi bằng sốn biên đình, chuồng hong tàng tánh bưng dự án cốc kén. Nà viên văn hóa xã hội, lươn xưa là viên bó sòn xếp tạm đẹp bồng trời, chính sách tè tiếng đê kín rũ dần mương, tè nhằn bào lợp tăn, tục po men tói luông bùn, chấp năm khừng chế độ, hở bắt nâng cào hỏi hốc xếp bó côn, Trăm năm nả việc chính sách năng phổng thanh phố, hôm mới cải, tỷ nưng hạ hoài chiều, chủ việc làm đủ khân lò triển có đại tủm pua, quốc phòng tiên ngàn sức tạm đẩy trừ mặn te tiêng. Nàng phiền họp, mỗi đại biểu có số sảm ma nả việc, thù ngân sách, tòa hôm ẩu, bưng quam cóp hôm, cánh kẻ khải quam cóp hôm khỏng cử trì. Sáu ma, hôm quam sáng dự thảo, ma việc trên báo chấp năm việc tặng tánh bản nam áo nho sùng bị sóng văn sao xí, dự thảo đề án. Bàn đánh trương tiểu học quyết tầm cánh trương trung học cơ sở quyết tầm tổ chức tàng tánh xoành trải bàn chỉ huy quân sự thành phố sơn la Sàn bài nạ, ủy ban dân mương thành phố chỉ sức tạm to hôm pa trên báo phía mà pe dưới dườn tánh là bản mương bưng bườn hùa bì sòng pan sao xí cháu hanh dưới lèo bưng luông bùn khăn khang đi trù khổ ngài đi phải hải dân mương trong toàn triềng trên lang muôn hòm nhằn bao tiền ngàn chiếc pin hỏng vài bánh khay khu ngay tỳ ma tăng tín đòn nho sùng hiệp thù hải po hai mét na sáng huy hà huyền phù yên còn nếu chưa dần mương cuồng phòng bút tài hà ship hách có vũ bồng cuồng hẳn mi sáu hà hách có khảo ly họ khay có khảo ly có tặng cốc hà tát củ cự tài hiệp thù sùng hà dần mương làng chơi kiếu nhầm khẩu nam mua mua nào bị sòng bắn phải sao sàm chu hân lung nguyễn văn trung dũ bản na lò nưng xã hủy hà huyện phù yên cò pũ cò khảo ly nàng cầu hỏi thơ môn tín làng giáo cầu xếp mử bút năm cò khảo ly có đại tắt củ cuồng gian nỉ chu hân lung có đàng sòn hôm tắt củ nò ở vầy nòi nưng vầy chuồng hong tảnh liềng cuồng môn nào hư có khảo ly khổng chu hân lung bút năm đầy cò tẩy bưng côn cà ma sáo sử tàm xuân cáp cà băn mặn hỏi cần Bú có khẩu lý muôn nào có khai ngay vừa pin hồng tảnh niềng mua quay sư hở mua quay kín hiện tại lang tỷ sương nỉ hư có chiên hiếu chưa pin hồng phú và nho súng tây kín rú Bảo tảnh lieng, xương chu hân lung nguyễn văn trùng ha và chu hân lung hoàng văn trường rú bàn na lò nưng xã hủy hà cỏ long phú nằm, pet hỏi thương môn cỏ khẩu ly nàng ta tìm na khẩu chu hân chầu vậy nho súng hịt thù lung trường hở hù việc khỏi đồ còn hai báu già xương bưng cò pú bóng ứng chạm và hính tẩy tắt củ xàm hỏi thơm hôn cắp cà khải bắt mặn hỏi cần xương khách nỉ danh tính mua khẩu ly khổng chu hân lung chi thủ tẩy giáo triều mặn làng chơ xỉ xiềng ngân cốc à, Giống ngô mới này thì... Chừa khẩu Thế ly mở nì, so tòi khỏi đúng hư, đúng vẹt sở, bưng tàng trợ ứng, ven tẩy lang đi xưa khảo ly pú áo cò vay hở mua quai kìn lò tàng cò pú bồng nòi mư mả bè phăn cò nhớ hằn hạ bóng quàng bó mặc hắc lồm đầy tắt củ chơ man khảo ly nhang biển nằm nôm biến sở phịa hắc củ áo man cánh mịt khẩu ly cò khẩu ly cò đầy tắt củ áo vay hở mua quai kìn ngày té chơ man khảo ly nhang tàng biển nằm nôm xương nằn cò khảo ly cò kìn ón mi lại chất tròi mua quai kìn chẹp lườn xưa ỉ lò chừa cò khảo ly bỏ mít lại cổng hanh khỏi đù, bó mạc bền bỏng manh. Tính đến tuần nay, cả hai nạp hoạt khay, lò, bưng bàn, na lò, lò nâng, na lò xong na lưu, cò tắt cổ đẩy, chế áo hót, hạ xếp tấn có khẩu đi, vay khai à, hạ bưng cơ quan dân doanh dân nghiệp dân tảnh liêng, đăng, 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 đăng ký thủ sư. Khách nghỉ, huyện phụ Yên, mi giáo, xếp xí băn, pét hỏi, tổ quay lươn xàm phải sòng phất hỏi, bưng hua, mi cài, xàm xếp giết băn, sòng hoài tổ lươn chết phải xong phân hỏi vẹt sở khóp nhắm nghỉ vì sòng phân phải sắp xong. Vài nhận bào luôn mà về không hành tảnh liêng, bòm cắp phía bút nhà trang, dệt trường kín hàng ngua quai. Hư có khảo ly, có đàng đầy huyền phù yên, nhắn xanh, lò có bút bồng cốc chính, vầy chuông hóc tảnh liêng. Mở sám xíp cầm bờ nừng, hội đông nghĩa vụ quân sự, san xã Phương, nẳng thành phố Sơn Hà, có khai lễ xào lệnh khách công dân bày bộ đôi, cánh chấp năm nghĩa vụ chôm hạp công an dân mương, bị song sao xí. Pì sóng bắt bài sao xí, thanh phố đại rào chỉ tiểu, tuyển hoi nâng cao xếp sòng, côn bài bờ đồi, cánh chấp năm nghĩa vụ công an dần mương. Quần nằn, mi cầu xếp hạ công dần, trong hạp nghĩa vụ quân sự, xàm xếp chết côn, trong hạp nghĩa vụ công an dần mương, xàm công dần, đẩy tuyển lẻ, cuồng nằn, mi sòng công dần, lọ, phủ ninh Nàng mưa lễ, hồi đông nghĩa vụ quân sự, bưng xã phương, cò, chấp năm, xa nả vịa, ma tăng rào nhẳn quần, nhẳn vào tòi chỉ tiểu, cửa đại lang đi sùng. Sáu ma tổ chức phương phía tham kháo đồng viện, nhôm sòng trường hải thanh niên. Khẳng khăng chủ khủ ngay đi, vài lễ rào nhẳn quần bì sóng văn sao xí khải o lang đi, xê sư lò mưa hồi không tênh lại dẫn mương. Nửa nỉ, bò mẹ pin nòng trong bấng phăng lèo chương trình quam kháo không đại phát thành truyền hình sơ la, so tài son ơn bò mẹ pin nòng, bòm bông trả tòn phăng, chôm tạc hạc trao pin nòng.